tiếng Việt nó tiếng. Đó, tiếng Việt của nó đinh đén lắm. Mà nó là rồi nó khổ đó. Hey. Chết. Chết. Cả nước. Một chạo cả nước. Đây con. Đây. Một chảo nhé mày. Mông của con này vẫn chưa đỏ, nhưng mà khó. Phê. Đó. Bỏ trong.
quit it. Yep. Ok anh em. Đây. Một em nhé. Ba như là mới xuống rồi một em. Quá ngon. Cho nó ăn tí. Cho nó phê. Đó, ăn đâu. Con đầu tiên cho nó ăn tí. Rồi. Ngon chưa? Ok nữa nhá. Cho nó ăn tí thì đi tiếp. Con bãi con lên mất rồi. Ok, con lẹp con lẹp em ơi. Dạ, cho con thích tay được hết đó. Lưỡi này. Lưỡi giăng đây. Ok anh em nhé, để em cho nó ăn xong ta đi tiếp. Đơn giản em ạ. Cái mắt đỏ tực tẹo kiểu do mình phản xạ đấy nhé. Đáng lẽ những con nhỏ nhỏ này là mình sẽ không ném đâu, nhưng mà do mình phản xạ ấy, nó bay ở đây này, nó bay ngang em tưởng nó con trích nên em sẵn luôn, cho nên là nó bay ở đó, nó bay về tay luôn. Mà chúng cái con này nó chơi hay lắm. Con nó mà nhỏ quá là con nó mà nhỏ quá là nó sẽ bay về tay, tại vì nó cầu được mà. Thấy không? Thấy không? Tí tí này, tí tí tí. Ok anh em nhá. Em cho nó ăn tí rồi tính tiếp. Con lép. Không có con chứ cũng phải bắt con lép đấy ạ. Ok, con lép đấy nhé, con lép đấy. Đi chà. Ok nè, để em cho nó ăn xíu. Cho nó ăn xíu ta đi tiếp ha. Còn đứng chẳng. Hey!
Thết. Bao nhiêu là con mình nó nhỏ nhỏ đấy mà nó nhỏ 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 mới nóng luôn bắt được nhiêu quả là cái ống bảy lưỡi đấy ra đuổi quắc quắc tân sáng thôi. Bà như là em bị đi lắm, là bị xá lắm, xá nhà lắm, cho nên em bị đi. Chứ hầu như là những bài gần nhà là em quẹt hết. Giờ nó phải đánh bắt xa bơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhỏ tí. À tí tí. Bóc phải thôn. Ok này. Mình đã bắt đầu. Hết cả hồn. Gần đây bắt đầu á.